Vâng, thì hôm nay đàm melotot.vn bên em thì giới thiệu với anh chị một mẫu đàm Casio phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Màu nâu hạt rẻ, đẹp. Cây này thì gần như là mới luôn hoàn toàn. Đây là mẫu Casio AP450. Casio thì luôn luôn là một thương hiệu nổi tiếng nhất dành cho những người cần tìm cho mình một cây đàn piano mới tập. Thì cây đàn này có phím được thiết kế nhám. Anh chị đánh thì cái tay nó sẽ rất là bám phím mà không bị trơn như những cái dòng phím nhựa bình thường. Thì đối với cây Sepiano này thì anh chị sẽ được trang bị đầy đủ tất cả các tính năng cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Đó, gồm có cái phần lựa chọn âm thanh này, các loại tiếng nhạc cụ khác nhau này. Đó, ở đây thì mình có cả phần ghi âm để mình luyện tập. Ở đây thì chúng ta sẽ có nhiều chức năng ẩn, nhiều chức năng, rất là nhiều chức năng như là dịch giọng này, metronome này, còn đây là điều chỉnh âm lượng. Cây đàn này thì được thiết kế 3 pedal. Đó, thì gồm có một pedal vang và 2 pedal làm nhỏ tiếng. Đàn có 2 dắt cắm headphone, bố mẹ cả con có thể tập luyện bằng headphone nghe cùng nhau, hai tai nghe cùng một lúc. Cây đàn có thiết kế màu nâu hạt rẻ, thực sự rất là đẹp. Và cây đàn này thì bên Pianotop bên em đang để giá có 12 triệu thôi ạ. Gồm đàn, ghế, khăn phủ, đầy đủ tất cả các phụ kiện. Thì anh chị có nhu cầu thì anh chị liên hệ với Pianotop bên em nhé. Em cảm ơn rất là nhiều ạ.